Rồi, hello anh em, mùng 7 vui vẻ ha. À, mùng 7 lên cho anh em là 7 cái con máy cắt cỏ nha. Đó, mùng 7 vui vẻ. Thì em đây em bán là có mặt mày, đà mặt mũi em đầy đủ nha. Nên là anh em cứ yên tâm ha. Anh em nào mua hàng máy cắt cỏ bên em á, là từ năm 2024 bên đây là bên em bao cho anh em là đạp giá rẻ nhất thị trường luôn ha. Em cắt giảm những cái chi phí không cần thiết. Em bán cái mức giá cho anh em là lợi nhuận rẻ nhất cho anh em luôn, để coi đối thủ đi tới đâu, để không thôi mà nhiều khi mà khổ không gầm, tưởng đâu gừng không có chủ ha. Thì bữa nay chơi đẹp với anh em luôn, là giá từ năm nay là bao ship cho anh em nha. Đó, rồi cho anh em thử thoải mái luôn, với điều kiện là anh em về nhớt hai thì anh em xài giùm em ha, là nhớt hai thì. Chứ còn mà anh em lấy nhớt xe máy hoặc là anh em chạy mà không pha nhớt nó hư máy, anh em lưu ý ha. Nên là anh em lưu ý giùm em ha. Nên là khi mua em sẽ hỏi cho anh em á, là anh em có xài máy cắt cỏ chưa. Nếu mà xài rồi á là ok, quăng gửi thôi. Còn anh em nào muốn test em test cho anh em, còn nếu không đó là khỏi test con mẹ gì hết trơn á. Anh em cứ tới nơi anh em giật test nổ ok, anh em trả tiền thanh toán à, còn không thì quay đầu thôi, đơn giản vậy thôi. Còn anh em muốn test em test cho anh em. Còn ví dụ như anh em nào mà mua á, mà chưa biết xài máy lần nào á, thì cứ nói với em sẽ test nổ và em quay thêm cho anh em một cái clip hướng dẫn cho anh em cái cách xài luôn. Máy thì bên em tặng cho anh em lưỡi dao, dây đeo đầy đủ, và anh em cắt cỏ, anh em nào không thích lưỡi dao thì tặng qua ô cước ha. Đó, còn nhớt á thì nếu mà anh em nào có nhà xài rồi thì xài, còn không á thì mình mua nhớt hay thì bên em có bán luôn. Áo em đang mặc là loại nhớt này luôn nè. THB nè, Hủy Quang Phát nè. Nhớt con ngựa lọ đỏ đó. Ha, là một bình vậy là 2 pha với 3 lít xăng. Đó, còn nếu mà anh em về xài nhớt mà hai thì loại rẻ ở nhà đó thì mình xài là tỷ lệ 25:1, còn nhớt xịn là tỷ lệ 30:1 ha. Hoặc là pha thì tính theo cc là 1 lít pha với khoảng là 40cc, còn nếu mà nhớt dởm á, thì là khoảng 50cc, được chưa? Tức là nhớt xịn từ 100.000 lít thì mấy ông pha là 40cc cho tôi, còn nếu mà rẻ nhớt dởm đi ha thì 50cc, tức là nhớt dởm thì nhiều nhớt hơn, còn nhớt xịn thì ít nhớt hơn đó. Chứ còn mà nhớt mà 4 xe máy 4 thì mà anh em pha vô pha 1000cc giờ cũng không ăn thua nha. Đó, lưu ý giùm em ha. Đó, còn mua máy bên em á thì cọc trước giùm em nha. Máy cắt cỏ là cọc trước 100.000 ha, còn máy cưa thì là cọc trước giùm em là 50.000 thôi. Đây, mấy cái máy cưa là bữa nay chút là sáng nay em chốt mấy con máy cưa nè. Đó, là anh em tới là anh em thử thoải mái, mặt mũi em đây là đầy đủ ha. Xe em là có logo đàng hoàng ha. Đó, anh em coi cái mặt mũi rồi xe rồi thương hiệu đồ này kia có đáng đi lừa cho anh em 50.000 100.000 không. Mà tại vì đặt cọc á là để mình cọc cái chi phí vận chuyển thôi. Ví dụ gửi ra anh em thích thì anh em nhận, anh em không thích thì trả về cho em, thì hai bên mình đều là không mắc gì hết. Em không mắc tiền cước, mà anh em á, mua thấy được hợp lại là anh em mua, cái tiền là trả cho bên vận chuyển thôi. Ok, còn đây là em tốn công sức em đóng hàng, em gửi, em quấn, em gửi vận chuyển đồ này kia cho anh em, thì anh em chia sẻ bớt cho em cái vấn đề đó ha. Còn giá là bên em bao ship luôn. Còn có nhiều anh em nói á, là có nhiều chỗ nó bán là cọc luôn, không cần cọc luôn mà nó ship, là đảm bảo với anh em là nó giá nó sẽ cao hơn em nha. Tức là nó không cần cọc mà nó gửi luôn cho anh em, thì nó sẽ bù cái chi phí mà những ông mà bỏ bơm á thì nó sẽ tăng lên. Ví dụ một cái con máy em bán là 1,5 triệu thì nó sẽ bán cho anh em là 1,6 triệu. Để lỡ có một ông mà bơm không nhận hàng á thì nó không bị mắc cái chi phí đó. Do đó nếu mà anh em mua cái kênh mà không cần cọc, đảm bảo với anh em á là anh em mua xe máy giá mắc hơn, còn em mua cọc của anh em sẽ có lợi là giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay nha. Rồi ok, bao cho anh em là giá rẻ nhất luôn. Còn nếu mà anh em thấy chỗ nào rẻ hơn thì anh em đi mua chỗ đó đi, cho em không có hoàn tiền đâu nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Rồi ok, thì đây mình bắt đầu vô 7 con máy cắt cỏ nha. Ở đây là cưa, mấy con này thì đang chốt cho khách giao rồi ha. Đó, anh em cứ tới thử thoải mái nha, chỉ cần bỏ cọc cho em là 100.000 thôi, thì chuyển khoản hoặc sử dụng thẻ cào điện thoại, thông tin ở đây ha. Thì cái kênh mà YouTube của em đó là gần khoảng 100.000 người đăng ký. Cái kênh tóc tóc của em đó là khoảng 10.000 người đăng ký. Đó, thì anh em nhìn, anh em nhìn cái số số điện thoại VIP của em nè, thì có đáng đi lừa anh em 50.000 100.000 không nha. Thì từ đó mình từ 1 2 3 4 mình suy luận ra có thằng Hương nó có uy tín không, rồi mặt mũi nó trên kênh ha. Rồi ok nha. Đó, còn bắt đầu ha. Thì đây trước khi bắt đầu cái máy cắt cỏ thì em có con cưa em quay bán cho anh em chơi nè. Con này thì là bãi về là giật nổ luôn, xích là xích mới luôn nè. Con này hai xích mới cho anh em luôn nè. Con này bán cho anh em là bao rẻ nha, giá 1,5 triệu. Bãi về đổ xăng vô rồi giật chạy luôn. Rồi anh em về vệ sinh anh em làm nha. Con này thì là chưa vệ sinh nha, nhưng mà châm xăng là giật nổ, là ga nhớt đồ này kia các kiểu, ga nhớt lam đồ này kia các kiểu là ok nha.
con này là bán giá này còn hơn là bao hơi lửa nữa nha. Có mấy chỗ khác người ta bán cái giá này, người ta chỉ bao hơi lửa thôi là về. Ví dụ anh em phải vệ sinh bình xăng con, rồi anh em phải, nếu mà nó hư bơm nhớt rồi nó hư xích hư nhông rồi này kia là anh em phải bỏ tiền anh em làm, anh em sửa lại mới chạy nha. Còn cái này là em bao cho anh em là đầy đủ hết trơn luôn nha, là giá 1,5 triệu thôi. Chỉ có một cái là chưa chưa vệ sinh thôi ha. Với lại chỗ này thì cái cục cao su ở đây là mắc rồi nè, nên là em bán rẻ cho anh em luôn. Nó có cái cục cao su để nó ấn vô đây nhìn cho nó đẹp thôi, còn này thì nó phình phình ra, về anh em chế cục cao su vô nha. Rồi con này 1,5 triệu bao nổ cho anh em, bao hoàn chỉnh ok hết trơn luôn nha. Về là chỉ việc vệ sinh là xài thôi, nó xích xích mới luôn. Giá là bao 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 mà cạnh tranh đối thủ luôn nha anh em, 1,5 triệu trời ơi, giá còn hơn giá nhập vô đúng không? Đó, năm nay là chơi chiến với anh em luôn, năm nay quá trời ghét rồi đó. Mình bán 10 năm mà bây giờ đối thủ nó ra tùm lum trơn ha. Mấy ông mà đi làm công nhân rồi thất nghiệp thì một số ông thì đi đi về làm TikToker, làm YouTuber, rồi có ông ấy thì chuyển qua lĩnh vực này bán ha. Đó, mấy ông bất động sản đồ điêu đứng giờ cũng em thấy có mấy ông mà ngày xưa bán đất rồi cò đất, bán bất động sản giờ cũng về bán mấy cái cỏ mấy cưa nó, bà mẹ nó cạnh tranh trời lơ hết trơn đó. Đó, bây giờ là mình chơi giết mấy thằng đó luôn. Đó, cho anh em cái giá mức giá tốt nhất cho anh em ha. Rồi con này số 1,9 triệu nha, con này thì Maru nha anh em. Con này thì là cái máy cắt cỏ nha. Con này là cắt cỏ nè. Đó, con này cắt cỏ vừa có thể cắt cỏ dưới đất mà vừa có thể cắt cành ở trên cao luôn nha. Cái cần của nó có thể xếp lên đây nha. Rút lại nè ha, rút hoặc xếp lại. Rồi cái này thì nó có thể điều chỉnh được luôn. Cái nhông của nó là nhông giảm tốc ha, có điều chỉnh được luôn. Nói chung là con này là hàng độc nha. Maru con này rất là đã ha, 1,9 triệu. Anh em có làm bên ngành mà cắt tỉa cành hoặc là ví dụ mấy cây xài của mình đó mà cái nhánh nó đâm chọt ra đó là mình xài máy này là cắt được luôn, tức là vừa cắt cỏ được mà vừa cắt nhánh trên cao được luôn nha, rồi tỉa hàng gạo luôn. Con này là 1,9 triệu nha, con này thì Maru anh em ha, máy đẹp lắm nha. Ở giá bên em là bao ship ha. Ở về là tới nơi là anh em chăm vô, anh em thử thoải mái, thích thì nhận, không thích trả về, rồi ok anh em mình vui vẻ không quạo ha, em không dám nói anh em câu nào luôn đó. Rồi con này là Echo nha, con này thì 1,5 triệu, hai con này là bằng bằng giá nào nè. Con này là Echo Sibo nè, con này là bán bao giá bao đâm cho anh em luôn, giá thị trường là phải tầm là 7,7 triệu, 8,9 triệu đó, mà có thể là chưa ship nữa. Con này em bán cho anh em là 1,5 triệu bao ship luôn nha, mà ra bóp nữa nha. Con này Hitachi ha, con này cũng 1,5 triệu luôn đó, hai con quá đã nha, có tem Echo luôn. Trắng cỏ nó là trắng cỏ green, trắng cỏ green green theo máy nha, hai con này đều là trắng cỏ green theo máy luôn đó. Con này là Echo Sibo, nó nổ như Sibo nha ha. Thì anh em mua anh em cọc xong cho em á, anh em hít á, em test cho anh em xem nghe tiếng máy. Anh em không hít á, khỏi test mẹ cho á, gửi xuống luôn, anh em tự chăm xăng, anh em tự test luôn, em khỏi phải test đó. Tại vì anh em biết là hồi buổi này ai cũng biết xài máy rồi, nên là giờ em khoán cái chuyện đó đi ha, cho anh em ăn cơm trước kẽn luôn, tức là cho thử máy trước khi trả tiền luôn ha. Rồi con này là Hitachi nha, con này 1,5 triệu, hai cặp này là 1,5 triệu, hít lấy con nào lấy, giá bao cho anh em bao đâm luôn. Đấy. Rồi con này là Honda, con này thì là Honda 4 hệ, Honda UMK 422, giá là bao tẹt ra cho anh em là 2,5 triệu nha, quá rẻ nha anh em. Đấy. Anh em nói có nhiều anh em nói mấy hàng Nhật nó đâu có biết sửa. Rồi có nhiều ông mà bán máy mà nói là bao hin 100%, nói mấy hàng Nhật không có biết sửa, chưa gỡ vô thì mấy hàng Nhật nó cũng như mình thôi anh em, làm gì mà nó không có chỉnh chọt không sửa. Nó nhiều khi mắc con ốc không lẽ nó không hay đây nè. Cái tay cầm mà nó để chống trượt nè, nó quấn bằng cái dây đồng nè, thì đây là của bên mấy hàng Nhật nó làm nè, chứ không có hàng Việt Nam nào mình làm. Đây kim của nó về là cái gì ha, ga là ga bóp nha nè. Đó, con này là ga bóp, ở Việt Nam mình không có rảnh mà làm trò đó đâu. Hôm nay là Nhật nó kim về nó vậy đó, hàng Nhật nó cũng giống như mình thôi. Anh em đi xuất khẩu lao động qua Nhật rồi này kia, có bà con thì anh em biết thì nó cũng như mình thôi. Đó, nhưng mà máy rồi nó xài nó hoáng hơn mình, nó xài chút xíu là nó quả quăng ra, máy còn mới đét luôn, xài là ok. Con này là 2,5 triệu, có bảo hành cho anh em ha, 4 thì xăng riêng nhất riêng nha. Đó, chăm vô là quất hơi, trắng cỏ là còn y hinh nè, và đặc biệt của nó là ga bóp, và đặc biệt cái nữa là giá là phải nói là siêu rẻ cho anh em luôn. Trời ơi, con này là bán rồi giết là lời tình cảm thôi. Đó, bán giết là không có cơm mà ăn, có cháo húp thôi, nhưng mà chơi nha anh em, chơi chơi tới bến luôn. Đó, anh em cứ đi dò giá nha. Năm nay em chơi tới bến luôn, năm 2024 kỷ niệm 10 năm ngày em thành lập kênh. Em thành lập cái kênh YouTuber này là năm 2014 nha. Còn em bán là bán từ năm 2008. Đó, rồi thành lập kênh là năm 2014, thì tới giờ kỷ niệm 10 năm, năm nay chơi lớn luôn. Năm nay chơi là giết hết mọi đối thủ nha. Đó. Hôm gà nó giành khách em dữ lắm rồi, bữa nay chơi lại nha. Anh em cứ đi dò giá thử đi. Rồi con tên là Bamba này bán cho anh em 3,5 triệu nè. Rồi, cứ đi dò giá đi mấy ông. Đó, bao ship luôn nha. Đó, mà tặng lưỡi dao dây đeo luôn. Nó giá bao đâm chưa? Đầu bò lắp rời nha. Con này lắp rời tum lớn nha anh em. Đó. Cái ống láp của nó là ống láp bự luôn. Anh em cắt cước rồi này kia là vô tư thoải mái nha.
Đó, con này là tên là 33, con bên đây là tên là 23, con bên đây là TB27 nha. Đó, bên đây là TB27, con này thì hàng VIP hơn. Con này giá cũng là rất là hơm ha, 2 triệu 3, còn tên là 23 là 2 triệu. Thì nói chung là ba thằng này á, là nhà Mitsubishi. Thì cái thằng Mitsubishi thì nó giống như chiếc Xpander của em nè. Thì cái thằng Mitsubishi á, thì nó thiên về cái độ bốc nha, độ bốc với lại cái độ bền, độ bốc của nó thì nó nếu mà hai thì là có thể là nói là đứng nhất luôn á. À, nó còn nếu mà so về bốn thì là nó chỉ ho hơn Honda thôi, tại Honda bốn thì Honda thì nó ít sản xuất hai kỳ đó, có còn về động cơ mà máy cắt cỏ mà ngon nhất, tiết kiệm xăng nhất, mà xịn sò nhất là Mitsubishi là đứng đầu nha. Còn nó để cái hình thức là để Ryobi thôi, nhưng mà nó sử dụng động cơ nó là động cơ Mitsubishi nha. Cái lốc anh em mua có xà máy rồi, nói cái là anh em biết rồi, cái lốc nó có dập nha, lốc nó có dập mấy trên da băng đó. Con này là tên là 33 nè, con bên đây là T là 23 nha, con bên đó là TB27 nha. Đó, ở đây là Honda GX 22 4 thì đó. Rồi ok chưa, giá là bao rẻ cho anh em luôn, 3 triệu rưỡi nè, 2 triệu nè, 2 triệu 3 nè. Con này ra bóp nha, con này ra bóp nè, có cái trắng cỏ, có cái ổ cước sẵn nè. Anh em nào không thích ổ cước á thì em tặng cho anh em lưỡi dao, rồi có dây đeo đồ đầy đủ luôn nha. Đó, máy thì rất là đẹp ha. Đó, anh em nào mua thì cọc qua giùm em, xong chỉ có một xị thôi, 100.000 thôi. Đó, thì anh em thích muốn test trước để xem trước khi gửi thì em test, còn không thì cứ gửi tới đi. Mấy ông thích test gì đó mấy ông test, mấy ông ăn cơm trước kẽn gì đó mấy ông ăn cơm trước kẽn đi. Rồi vô tư thoải mái cho anh trong năm nay nha. Rồi chúc anh em năm mới làm ăn phát tài, sức khỏe dồi dào ha. Rồi anh em nào thấy giá hôm giá hợp lý, giá ok thì cho em xin một lượt like, bấm đăng ký kênh, cộng bật chuông để nhận tất cả thông báo khi lên video mới ha. Đây là số hotline bên em nè. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.